Kính thưa quý vị, tin từ Buenos Aires, Argentina. Tại vườn sở thú quốc gia, thủ đô Buenos Aires, quốc gia Argentina vừa chào đón một thành viên nhỏ nhất mới chào đời, đó là chú hươu cao cổ. Dưới sự giám sát chặt chẽ từ các chuyên gia, bác sĩ thú y và các nhân viên sở thú, con hươu cao cổ nhỏ được sinh ra khỏe mạnh vào cuối tuần qua. Bác sĩ thú y Miguel Rivolta cho biết, con hươu con cân nặng 85kg và cao 1.92m. Đây là sự thành công của tập thể các nhân viên sở thú sau một thời gian giám sát con hươu cao cổ mẹ, bắt đầu từ giai đoạn mang thai sau khi phối giống với một con hươu cao cổ đực 6 tuổi đến từ vườn thú ở Chile, cho đến khi hươu cao cổ mẹ sinh con một cách an toàn. Bác sĩ Rivolta cho biết thêm, con hươu cao cổ con đã được tăng cường cho bú sữa mẹ trong 1.5 tháng và dần dần bắt đầu tiêu thụ một số chất rắn từ chế độ ăn uống của mẹ trong 6 tháng tiếp theo. Thực phẩm của loài hươu là những lá non đâm chồi từ những vị trí cao nhất hươu cao cổ có thể với tới được, cho đến những lùm cây dưới đất, với chiều cao đặc biệt nhất trong các loài động vật có vú cao nhất trên trái đất, cho phép hươu cao cổ tiếp cận dễ dàng với đỉnh của các cây cao ngoài tầm của những động vật ăn thực vật khác. Hươu cao cổ có nguồn gốc từ phía đông nam các thảo nguyên châu Phi với chiều cao hơn 6m và nặng gần 1.300kg.